Có một số người không có niềm tin về bản thân mình, cảm thấy mơ màng trước một thực tại xã hội quá phức tạp như thế này, và vì vậy rất lo lắng sợ hãi về con người, về lối sống, về những hoàn cảnh xung quanh của mình. Và người ta không lý giải được các vấn đề bằng kiến thức, bằng niềm tin, thì người ta bắt đầu dựa vào cái lời tiên đoán của các thầy bói. Ở đây có ai đi bói không? Hả? Có ai bói không? Đưa tay lên nè. Hả? Trong hội trường này khoảng bao nhiêu người có đi bói? Đưa tay lên. 1, 2, 3. Ồ, thầy xin hỏi người. Cô à? Dạ, thầy bói nói cô sao? Số cô có mẹ có cha đúng không? Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông đúng không? Có phải vậy không? Đúng không? Chính xác. Rồi còn gì nữa? Cái đó tôi không đi học tôi cũng bói được đó. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta về, chúng ta mơ màng về cuộc sống của bản thân mình, chúng ta đoán già đoán non về bản thân mình, chúng ta có nhiều khát khao ước mơ về bản thân mình mà chúng ta không có cơ sở để giải thích, chúng ta không có chỗ để chắc ăn rằng mình có được như thế hay không. Vì vậy buộc lòng chúng ta phải có niềm tin vào các cái nơi bói toán. Và xin thưa các vị, nếu mà những ông thầy bói có thể tiên liệu được tất cả các việc hên xui được mất như thế, thì thật ra đầu tiên nhất ông phải tiên liệu cho bản thân ông trước cái đã. Và vì vậy ông sẽ đưa ông đến một cái đời sống khác rồi, chứ không phải bình thường. Nhưng mà các vị thấy, dường như đa phần thầy bói không thể nào có một đời sống như các doanh nghiệp được, phải không? À, tôi chỉ nói một cách khiêm tốn vậy thôi, còn các vấn đề thì mình ai nấy hiểu. Tôi có được biết một cô Phật tử trao đổi như thế này. Cô có biết một vị đó thầy bói, ông bói toán là nói chung là người ta là đồn đại là hay, và cũng ông cũng chính sủ quẻ cho cuộc đời của ông bằng cách là ông chọn hên xui tốt xấu để ông đi casino. Và vì vậy tôi không biết rằng ông chọn cách nào đó mà cuối cùng ông thiếu nợ bán nhà luôn và chạy trốn mất tiêu luôn. Cái điều này là điều mà cô nói với tôi là ngày xưa đó, là cô rất là tin tưởng cái ông này. Và vì vậy cũng nhiều người tin tưởng, cho thật ra mà nói ông cũng có một số tiền, vì vậy ông sủ quẻ, ông đoán cách nào đó là ngày hôm nay ông nghĩ là ông đi sẽ thành công, sẽ thắng. Và vì vậy ông cũng tự tiên liệu và ông đã đi casino như vậy, và cuối cùng ông thua rất nhiều và thiếu nợ rất nhiều và ông đã trốn. Như vậy thì bây giờ những tiên liệu của ông phải biết trước về giờ giấc, ngày giờ, tất cả mọi cái ông có thể đoán cho mọi người như thế. Nhưng riêng bản thân ông đoán để ông có thể đi đánh bài, đánh casino không thành công. Rồi vừa rồi tôi qua Canada, khi tôi đến vùng Montreal thì ở đó tôi cũng có gặp nhiều Phật tử, và trong đó có một cô Phật tử rất đau khổ về việc người mẹ của mình. Người mẹ cô hôm nay là trên 70, nhưng mà điều là một vài tuần bà phải đi bói một lần, và đi bói toán, đi thầy bói thầy toán như vậy, mỗi lần là 6 triệu đồng Việt Nam. Mà ở đây cô nói là cô phân tích mọi thứ, thậm chí cô có gửi đĩa của tôi về cho mẹ nghe, tức là giống như gửi chở củi về rừng nha. Cổ muốn rằng là mẹ nên nghe những cái bài giảng này, nhưng mà thật ra thỉnh thoảng bà cũng có nghe, nhưng không thay đổi được. Và bà hàng tháng bà phải bỏ tiền ra để đi bói như vậy, nó giống như một cơn nghiện. Và bây giờ bằng mọi cách cô không can thiệp được, cô rất đau khổ, và cô thấy mẹ mình sống lúc nào cũng phập phồng, lo lắng và sợ hãi. Và như thế cô nói là tôi có cách nào để giúp mẹ cô không? Tôi nói là nếu muốn giúp thì ở đây phải có tôi gặp trực tiếp bà để tôi tẩy não về cái quan điểm của bà, hoặc là những cái mà để nhân tố để dẫn đến bà có những cái cảm giác bất an đó. Bởi vì sự thật với các vị,
Những người nghiện bói họ không có một lý do gì khác ngoài cái chỗ là không tự tin vào mình và sợ hãi, cho nên buộc lòng phải cho ai đó tiên liệu để như thế nào để được an tâm, để mình chuẩn bị. Tôi nói thật với các vị, điều đó mà nó xảy ra tôi đố ai chuẩn bị được. Nhưng mà lại tưởng tượng như vậy, chúng ta phải dựa vào ông thầy nào bói về chúng ta để chúng ta phải chuẩn bị điều gì, hoặc là chúng ta nghe nói về các thứ để chúng ta hài lòng. Nhưng bói lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là một con dao hai lưỡi, vừa nói tốt ở đây cái xấu làm sao đó, vừa nói xấu ở đây cái tốt làm sao đó, bởi vì các việc không có thể dứt khoát được. Cho nên chúng ta cứ ngờ ngợ mà nó không có dứt khoát. Vì không dứt khoát nên chúng ta cà dây. Vì đó chúng ta là một khách hàng tốt mà. Và vì vậy đó là một khách hàng trọn đời. Càng hoảng loạn, càng lo lắng, càng mất tự tin thì càng trở thành một khách hàng trung thành. Vậy chứ không có gì cả. Và vì vậy cho nên là tôi mới khẳng định luôn, những người dựa vào trong bói toán về định số, về con người của mình, đa phần là người không có tự tin, hoặc là những người đang quá nhiều tham vọng, muốn thực hiện một cái tham vọng gì đó nhưng mà mình muốn làm mà mình chưa dám. Vì vậy mình có thể đi bói, coi là mình có thể là thực hiện một cái ước mơ ngoài sức của mình mà có thể là thành công không. Tức là mình muốn liều mạng nhưng mà chưa dám, phải dựa vào sự tiên đoán của ai để liều mạng một chuyến về cái việc mà để thực hiện tham vọng này. Cho nên ở đây tôi có thể nói với các vị là những người rơi vào trong trường hợp bói toán và tin vào các cái việc mà gọi là sức khỏe thế, nếu chúng ta giới tính cách là chơi cho vui thì đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ở đây chúng ta là sống chết bằng những cái điều như vậy, và chúng ta phải khổ vui với những cái điều như thế đó, thì thật ra các vị rất là đáng thương. Đa phần những người này là những người yếu, những người thiếu tự tin về bản thân mình, những người có nhiều cái lo lắng sợ hãi vớ vẩn, tức là những người hay bị quan tưởng, diễn dịch ra tất cả những cái điều chưa xảy ra với mình bằng một cái cách rất là quan tưởng mơ hồ, cho nên là làm tự mình nhát ma lấy chính mình, tự mình nhát mình hoài, hàng ngày cứ nhát mình hoài, vắng vắng lâu là chừng tuần hai tuần cái bắt đầu nhớ phải đi bói. Và khi như vậy đi vậy về cái tự nhiên chúng ta mới yên. Nhưng mà yên được bao lâu? Tất cả những cái này là đời tiên đoán xa thôi mà. Cho nên yên được ngày hai ngày cái bắt đầu cảm thấy cái gì bất an nữa, bắt đầu nhớ nhớ. Có thể là nhiều khi á, thường thường hai tuần mà bữa nay lo lắng quá cho nên mới có một tuần đi điền. Đây là trường hợp xảy ra với chúng ta. Vậy thì nếu mà cái cách mà chúng ta đến với những cái điều như thế bằng một cái tâm trạng như thế thì thật sự với các vị, ta chưa hiểu được Phật Pháp. Đức Phật không có đánh lừa chúng ta, hay là Đức Phật không có gây khủng bố chúng ta. Các vị nên nhớ, một vị bác sĩ giỏi không bao giờ khủng bố tâm lý bệnh nhân. Trừ ra bác sĩ dở mới khủng bố tâm lý bệnh nhân để mà có thể là nối kết người ta với mình với một lý do gì đó. Còn bác sĩ giỏi không bao giờ khủng bố như thế. Và vì vậy chân lý trong cuộc đời đi khủng bố thiên hạ là cái điều đó không thể gọi là chân lý được. Cho nên những cái học thuyết, những cái tín ngưỡng, những cái truyền lại dân gian về vấn đề bói toán, ngày giờ vân vân, tất cả mọi thứ, ở đây tôi xem nó như một cái việc văn hóa chơi vui để tìm hiểu, không lỗi phải đúng sai gì cả. Đầu năm đi coi chơi cho vui, tốt cũng được, xấu cũng chả sao. Thì cái này nó dễ hơn là ở đây là chúng ta dựa vào cái đó để mà tự mình khủng bố tâm lý chính mình. Và đa phần những cái người mà rơi vào trong trường hợp đó thì đa phần là tôi thấy rằng họ sống bằng lo âu và sợ hãi và ảo tưởng về bản thân mình. Nếu cho là tốt thì họ lại làm những cái việc mà vớ vẩn, còn nếu là cho là xấu họ lại tiêu cực, lo lắng, sợ hãi và thụ động.